tên là Đỗ Hữu Trọng Nhân và hiện nay mình 17 tuổi. Mình đang học ở trường cấp 3 ở Nha Trang và mình vừa mới nhận được visa xin đi du học ở Mỹ. Cảm giác thiệt là vui tả không nổi luôn. Cái lý do mà mình chọn du học ở Mỹ là tại vì Mỹ là cái nước mà giáo dục tốt nhất ở trên thế giới, với lại nhà mình cũng có người thân bên đó nữa, cho nên là ba mẹ đỡ phải lo lắng hơn. Qua đó là mình sẽ học cái trường Sound Puget Sound Community College. Mình dự định là sẽ học cái ngành quản trị kinh doanh. Tại vì gia đình thì muốn em là phát triển cái ngành nghề cũ gia đình lên, cho nên là mình đi học cái ngành quản trị kinh doanh để mà về phát triển kinh tế gia đình. Trường đó là một trong những trường mà lớn nhất ở bang, phát triển nhanh nhất ở bang đó luôn. Và trường đó là có ngành kinh doanh là một trong những ngành mà phát triển nhất ở trường. Và trường thì là lớn nhất, gần như là lớn nhất ở cái bang Washington đó, với lại chương trình dạy rất là tốt, có thể chuyển lên các cao đẳng, các trường đại học lớn nhất ở trong bang đó, chẳng hạn như là University of Washington. Cái quá trình làm hồ sơ thì cũng phải cảm ơn trung tâm lắm, tại mình không có biết cái gì làm về hồ sơ hết, mà bên trung tâm rất là đầy đủ luôn. Và cái gì cũng có hết, chỉ cần đưa đầy đủ hết luôn, vô phòng lãnh sự là có đưa cái gì là ra cái đó hết, với lại kiện hồ sơ rõ ràng. Cái quá trình học phỏng vấn thì rất là vui, có cái anh Khôi đó nói chuyện rất là thích, với lại mấy bạn nào mà có học bạ 8 chấm trở lên thì anh sẽ tặng một món quà, rồi 8 chấm mà đậu quà nữa, đậu visa nữa thì giờ anh tặng thêm 2 món nữa. Mà đủ 4 món quà thì bạn sẽ được đổi một con gấu rất là dễ thương. Vui lắm, học với ảnh là ảnh nói chuyện rất là dễ thương, vui mà tính tình cũng rất là kỹ lưỡng, mà ảnh hỏi nhiều câu rất là thú vị. Suy nghĩ của mấy mệt luôn á, mà anh Khô dạy rất là kỹ lưỡng, mà từ thông tin về trường, rồi ngành mình học, rồi ảnh dạy so sánh các trường, cái bang nó có gì đặc biệt, rồi ảnh nắm thông tin rất là rõ luôn, chỉ cần nói sai một cái là ảnh biết liền. Ảnh như cái Google sống vậy. Thì nhà em ở gần cái chi nhánh ở Nha Trang, và trên đường đi học đón thằng em về thì vô tình thấy được, cái bữa sau ghé vô coi thử. Dịch vụ của tôi này vui rất là tốt, em không, hầu như là không phải lo gì nhiều hết, chỉ có bên tư vấn là họ sẽ lo đầy đủ từ điền thông tin, rồi các thông tin đầy đủ luôn, rồi có nên khai người thân hay không, rồi họ tư vấn lựa chọn trường cho mình luôn, mà làm nhanh gọn lẹ lắm, không có gì phải khó khăn hết. Học ở Tân Đại Dương thì họ chỉ rất là kỹ càng thông tin về học lẫn tiếng Việt lẫn tiếng Anh, dạy rất là kỹ lưỡng luôn. Vô đó là họ hỏi cái gì là mình cũng đã từng biết về anh Khôn, đã từng hỏi qua hết rồi, cho nên là trả lời rất là dễ. Vô xin visa nó rất là thuận lợi, không có gì mà khó khăn hết, chủ yếu là tâm lý của mình thôi. Anh Khôn anh dặn rất là kỹ lưỡng luôn, là không có quên được thôi, nhưng học với ảnh là chỉ có đậu thôi, rớt là hơi bị khó. Có lời khuyên cho các bạn là nên học cái phỏng vấn của anh Khôi kỹ lưỡng vô, với lại là khi mà đi vô phỏng vấn thì nhớ chủ yếu là phải tâm lý, đừng có mày run quá, cũng không có khó khăn gì lắm đâu, họ rất là bình thường, không có khó khăn gì hết. Vô là sẽ có người hướng dẫn đầy đủ rõ ràng, sếp chỉ có điều là xếp hàng hơi lâu thôi. Khi người cấp visa rồi thì có lẽ em sẽ khuyên các bạn vô trung tâm Tân Đại Dương ở Sài Gòn này thì làm rất là nhanh, với lại các chị ở trên chi nhánh Nha Trang chỉ làm cũng kỹ lưỡng lắm. Nói chung là em cũng nghĩ là chi nhánh nào thì họ cũng làm kỹ lưỡng hết thôi. Công ty thực sự là rất là chất lượng luôn á. Dạ, chúc các bạn nào mà đi xin visa thì may mắn nha. Đừng có run quá là được rồi, tự tin lên.